Sau hơn 3 tháng triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết luật đất đai và xây dựng luật đất đai sửa đổi. Các bộ ngành đánh giá cao về chất lượng của dự thảo luật sau khi tiếp thu ý kiến, bổ sung và hoàn thiện. Dự thảo luật đất đai sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân có 16 chương, 242 điều, trong đó bổ sung mới 17 điều, bỏ 11 điều và tăng 1 mục. Đáng chú ý, tại chương 6 về thu hồi đất, điều 75 là nội dung nhận được nhiều ý kiến nhất, cơ quan soạn thảo tiếp thu sửa đổi toàn bộ nội dung của điều 75 để làm rõ các trường hợp thật sự cần thiết thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo đó đã làm rõ các loại hình công trình của từng lĩnh vực. Ý kiến nhân dân là cái ý kiến về cái chương này, về cái việc thu hồi đất này là chiếm đến 78% trong cuộc họp. Cái yên dân, cái ổn định xã hội, ổn định chính trị nó phụ thuộc vào cái chỗ này. Và cái điều 75 là các đồng chí xây dựng cái danh mục này thì chúng tôi thấy rằng là rất là yên tâm về cái này. Và đây cũng là một cái sự đổi mới và tiếp thu. Làm được cái này thì chắc chắn rằng là cái bộ luật này sẽ thông qua được sớm và sẽ ổn thôi. Một số nội dung lớn khác nhận được nhiều ý kiến góp ý như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tài chính đất đai, giá đất, giải quyết tranh chấp khiếu nại về đất đai. Vâng, trong cái báo cáo cái tiếp thu lần này thì chúng tôi rất là đồng tình với cái quan điểm, phương pháp tiếp thu các cái nhóm ý kiến này. Tôi chỉ xin nêu thêm một chút thôi ạ, là ngoài cái là giá đất phải phù hợp với giá thị trường thì cũng phải tính toán đầy đủ các cái yếu tố tác động đến giá đất của các cái dự án, rồi cái việc xác định giá đất cũng phải bảo đảm cái tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó thì cũng phải quy định cái cụ thể trách nhiệm công vụ, rồi trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trong cái xác định giá đất. Với quan điểm làm việc hết sức nghiêm túc, cầu thị, còn một số nội dung có ý kiến khác nhau sẽ được Ban chỉ đạo xin thêm ý kiến trước khi chỉnh sửa hoàn thiện.